Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm gone, and when I'm gone. Các bạn nhìn thấy cái quy trình bọn mình vừa làm chưa? Nhìn thấy không? Thấy, thấy không thấy. Mình làm thì thấy. Đấy, các bạn nhìn xem cái hệ thống này nè. Hệ thống khung vỏ, cái xương ấy, gọi là xương cho con xe các bạn ạ. Người ta gọi là khung. Xương, cái chất. Đây, cái này là cây viên. Các bạn nhìn mình ngồi vào mình. Và các luôn, đi siêu xe rồi. Đấy là cửa, cửa cái chim này ha. Cái chim này, cửa cái cửa đi, mình cũng cần biết. Đấy, mà nói chung là cửa bên này của mình chưa làm ra thiện. Cửa này mình làm xong rồi này. Đấy. Đấy, đấm cửa vào. Kệ đi. Mình ghi cho các bạn xem qua chi tiết máy ấy. Ê, các bạn là máy này. Đây máy 1000 cc. Đây 1010 cc. 1010 cc. Ôi, này, bị qua bình xăng chất lượng các bạn ạ. Đây là đồ ống đổ xăng nhá. Ống đổ xăng chất lượng luôn. Ôi, chỗ này như chỗ này là chỗ lọc xăng. Cái máy nó sẽ tải xương bánh qua một đường cái bộ xích này các bạn. Đây, bộ xích, một cú xích tải. Bên kia bên này là bộ xích. Để phanh, đó. Để phanh. Đây là hệ thống phanh ABS. Phanh ABS chất lượng. Phanh thì phanh cao cấp đấy các bạn ạ. Phanh kiểu công nghệ cao mà. Chứ nếu mà xe bình thường là phanh ở bánh xe gơ gơ mà bộ mình phanh thì phanh kiểu phanh cao cấp lắp lên ở trên đây. Đây, Kebo gì nhỉ? SC Project này. Đấy. Đấy. Bản full titan này. Full titan mạ. Đấy. Lắp lên đây này. Quả cổ bô thì mắc lại. Cổ bô này đây, bô này là ống sắt nguyên chất nha các bạn. Đây, phải của mình phải gọi là dùng bio kỹ thuật để làm cắt gọn các kiểu này. Đây, hệ thống này, hệ thống gạt số đi các bạn. Số đấy. Còn đâu đây? Đây là ga. Ê, quay đây. Đây là ga. Thấy không? Còn đây là phanh. Ga người ta ga bằng chân, mình ga bằng tay. Đẳng cấp bây giờ. Như kiểu phanh ấy. Bây giờ kiểu đẳng cấp. Đấy, phanh thì ở chân này. Ở đây là phanh. Đấy, chết không? Còn gì nữa nhỉ? Đây, đấy. Còn đâu? Đây là cái dây này. Dây này là dây để tắt máy. Ấn ở đây là tắt máy. Ấn vào sắt là tắt máy. Ấn vào sắt là tắt máy. Đấy, cái nguyên lý này gọi là ai cũng biết nhưng mà cứ phải giới thiệu. Ừ. Ấn vào máy là tắt máy. Đấy, đây là dây ga đấy. Đấy, đây có bàn đạp các bạn ạ. Ôi đây bàn đạp để nổ máy nha, nổ máy. Đấy, bàn đạp vào đi. Ui. Lùi là phải lùi bằng chân thôi các bạn ạ. Bây giờ không ai chơi gãy số nữa, vậy thì xe người ta phải có số lùi, xe mình số lùi bằng chân. Đấy, chậm không? Chết máy luôn, hết xăng. Hết xăng. Nãy mới mua 5000 xăng đổ đâu, hết rồi. Đấy, gọi là cái quá xe khung xe rồi, nguyên lý chạy của bọn mình là nó như vậy các bạn ạ. Nói chung là nguyên lý nó chỉ như siêu xe bình thường thôi. Nguyên liệu là con này không quá.
nó nhiều cái mà mình cải thiện đi để cho nó giảm trọng lượng của xe, để cho chỗ tốc độ nó vượt trội đi. Ấy hơn thần gió luôn, phóng vèo vèo. Ấy còn đâu con này bọn mình phải đi chuẩn bị, phải đi bọc vỏ các bạn ạ. Bọc vỏ nhỉ, bọc vỏ cho xe mỡ, cho xe lên. Cái xăng rồi phải đun thì khổ lắm. Xe xăng khổ lắm. Nghe tao với tao bổ mày, mày mua 10.000 xăng không mua, mày thích không mua nước cơ. Cái này phải đun rồi. Ấy. Ok, ok, bọn mình phải đi độ vỏ là... đây. Lắc, đi lắc bọc vỏ. Bọc vỏ. Bọc vỏ bằng cái gì nhỉ? Bằng giấy? Giấy không, giấy xong rồi mới làm lớp nhựa, phun nhựa đi ngoài các bạn ạ. Đấy, nói chung là cái này bọn mình phải đi làm đấy, đi làm bộ vỏ đấy các bạn ạ. Các bạn cùng theo dõi bọn mình làm bộ vỏ nhá. Chất lừ luôn đấy. Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't fade away. So when I'm gone, when I'm gone, I'll be right there, close to the sun. Keep holding on, keep holding on, and I'll be right there, close to the sun, close to the sun. Chỉ gọi là làm cái một giấy nha các bạn, một giấy mà thời tiết đang mưa rất là khó chịu các bạn ơi. Không che lại còn tận mà che, tôi đang tạo cái chỗ gara để chế xe. Tối vừa 3 giờ đêm chạy dậy để làm xe này, chiếc toi, chiếc hỏng hết xe các bạn ạ. Người rất to. Ê, nước xe, có rồi. Đây vì quấn một cái lớp,
thì có một cái lớp đóng này để quấn lên đây bọc cho tránh nước nó vào ô tô nhé. Cái mặt con thua các bạn ạ, mặt con thua trời mưa tá này, bạn thấy những hạt mưa đó chưa, chỗ mình đang là mưa, xe rất dày rất gì mà này nọ, nhưng mà đang thì làm lên khung lên bộ vỏ bằng giấy, xong rồi mình sẽ sơn composite lên cho nó cứng cáp, nhưng mà cái thời tiết nó không ủng hộ cho lắm, phải nghiên cứu xây cái nhà mới để cho con ô tô này làm cho nó nhanh cho các bạn xem chứ má không được hết đứa xe rồi. Cái này mình phải thiết kế ở nhà các bạn ạ. Đấy thì nói chung là làm cái con xe này rất là tốn thời gian mà kiểu mưa gió thời tiết các kiểu luôn. Đấy mình chưa có điều kiện, mình bạn nào có điều kiện mình sẽ xây cái nhà to bét nhà lên. Đấy, làm gara để chế ô tô luôn với chất, nhưng mà biết bao mới có điều kiện. Đấy, nói chung là cái này mình phải nghiên cứu xe tiếp nha. Các bạn hãy nhớ ủng hộ mình để mình tiếp tục làm video. Rồi mưa lắm. Mưa. Hỏng xe. Làm con xe rất là khó khăn các bạn ạ. Thời tiết đi. Thời tiết ông giới mưa. Trời đang dâm tự nhiên lại mưa. Hello nhà các bạn nha. Quay bọn tao chứ quay mặt chó với tao à. Mày là bạn tao đấy. Bạn mày á? Bạn mày thật à? Xe này thì ngồi được 3 người mà. 3 người á? Ôi. Đấy một bạn tao đấy. Bạn mày. Đó, làm sao đây? Đây là con gì đấy? Đây con siêu xe. Thế phần Hùng có thể giải thích đây là con gì không? Đây là con xe. Xe á? Xe gì đó? Bốn bánh. Đấy. Ờ. Hôm nay anh bạn của ta được đi xe bốn bánh à? Vui ghê. Vui. Rồi, đây các bạn ơi, đây là thực ra là con Ferrari. Ferrari gì nhỉ? Anh nhớ nhỉ? 458 ông của anh. Không phải bộ Ferrari 488 á? 588 à? 488. Ferrari FXX. 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 Không phải VLXX nhá. Các bạn đừng hiểu nhầm nhá. Nhưng mà hôm trước là tao thấy mày hứa với các bạn trên tab cộng đồng ấy là mày bảo là làm bằng nhựa mà. À. Hả? Mình làm bằng nhựa nhưng mà nó xía thành nhựa các bạn ạ. Xía thành nhựa video sau luôn các bạn. À, vậy hả? Vì cái video này bọn mình gọi là làm cái mô hình đó cho các bạn biết đây là con Ferrari các bạn. À, đây gọi là chưa hoàn thiện nhé các bạn nhé. Chưa hoàn thiện đâu. Thì hiện tại là trong nhà kia là nó đang chuẩn bị một đống nhựa gì nhỉ? Không ăn xin à? Nhựa carbon. Ờ. Phun lên cả tông. Đây là nhìn qua biết là có logo của con ngựa này. Chúng ta có thể nhận ra đây là Ferrari. Ferrari có chuẩn không biết, đọc không biết có chuẩn không. Ra ngoài rồi à? Cánh gì chưa? Cánh bướm à? Đây không biết cánh gì, chỉ biết là cánh bay lên trời thôi. Vậy á? Kiểu như là cánh mình được bay lên trời chứ. Nhất từ ra mở cửa ra xem này, ra ngoài xem các bạn xem cận cảnh ạ. Ui. Ấy, hôm nay là có quả gương rồi các bạn ạ. Gương à? Ui. Là gương ô tô. Gương à? Đấy, gương ô tô đấy các bạn ạ. Gương có xoay không ấy? Xoay được kia này. Xem bên này em nào. À, gương xoay kia các bạn nhé. Đó. Đây là con này có hai ống xả phải không? Có hai ống xả. Hai ống xả, nhưng mà hiện tại đây là mình có thể nhìn thấy là một ống xả này là ống xả thật. Ống xả thật đấy. Nhưng bên này là ống xả fake. Ống xả giả mạo. Đây logo Ferrari con ngựa các bạn ạ. Ừ. Đấy con ngựa chất chơi người rơi luôn. Đó. Thì đây là các chi tiết lưới phải không? Lưới sắt. Đây là lưới sắt. Lưới sắt làm cái kiểu như là cái mảng lọc gió đấy. Lọc gió. Biển 5.9 luôn các bạn ạ. À, đợt trước con Lambo là biển 5.8 phải không? Biển 5.8, lần này 5.9 thôi chứ. Ừ, vậy là tần chơi. Nhà mình không như ngoài biển số đẹp đấy. Không phải biển giả đâu các bạn ạ. Biển thật đấy. Biển giả không phải biển giả đâu, đây là biển fake. Nhớ chúng ra ngoài review các bạn ạ. Trong xe cứ ngồi ngoài chơi đang rất là râm. Đấy, con mình định gọi là lên nhựa cho nó luôn. Mà video sợ là video dài quá các bạn. Tại vì không phải là dài quá mà là hứa với các bạn một tuần.
nên là bọn mình chưa ra video, mà trong khi là nhựa đấy, phải không? Nhựa thì nó sẽ mất thêm một thời gian. Trong một thời gian nó khô đấy các bạn ạ. Nên là bọn mình sẽ làm video nhựa vào video sau, phải không? Video sau nhựa rồi lên màu rồi thì chi tiết bên trong luôn các bạn. Hiện tại là nếu con mày chúng ta sẽ phải kiểu bọn mình ấy các bạn ạ, bọn mình là sẽ phải nhựa lên nhựa này, sơn màu, độ đèn các kiểu bọn mình mới ra đường nhá. Chứ bọn mình không để về ra đường luôn đâu. Phải không? Phải không? Rất là chất luôn. Hiện tại trong nhà là dân sân đang bị nắng quá nên là bọn mình đem ra giữa đường luôn. Giữa đường là trong sân nắng quá mà nó kiểu chật đấy. Ừ. Nên là đi ra ngoài này. Thế là bọn mình đem ra đường. Mà. Nhưng mà hiện tại đây không phải là đường này nó hơi có sự kiểu khác biệt là về cái dốc các bạn nhá. Đúng rồi. Thế nhiều bạn lần trước con Lambo mà hỏi mất bao tiền ấy thì lần trước mình chưa xác định đúng giá ấy. Thì lần này cái con này ấy thì nếu mà bọn mình cho khoảng tầm giá bao nhiêu? Nếu mà để sản xuất ra tầm khoảng hơn 100.000 tiền giấy. Hơn 100.000 tiền giấy á. Còn chi phí tất cả là chắc khoảng 2 triệu. 2 triệu tí. 2 triệu đô à? 2 triệu Việt Nam đồng. Ok, mình đang ở Việt Nam. Các bạn nhá. Đấy. Đây là giải cũng giải thích thắc mắc tầm cỡ bao nhiêu thì được một siêu xe các bạn nhá. Bọn mình tầm 2 triệu. Chỉ với 2 triệu Việt Nam đồng thôi các bạn. Dao động tầm khoảng ok. 2 triệu thì mình có thi thoảng mình thay xe vẫn được phải không? Thích xe liên tục chứ. Cái vỏ này có mấy trăm nghìn đấy mà. À hơn 100.000. 2 triệu thì một năm đi với lấy 3-4 con. Một năm lấy 3-4 con siêu xe phải không? Hôm nay ra được cái thằng kia đi xe đẹp thôi, mình về làm con khác phải không? Đấy, nếu mà thấy con xe nào đẹp nữa là bọn mình làm ngay chứ. Đúng rồi. 2 triệu thì làm thành siêu xe thì cũng được đấy. Siêu của siêu xe luôn. 2 triệu với 5 đồng để có một con siêu xe các bạn nhé. Các bạn nào muốn nhu cầu mua siêu xe, ước mơ của thực hiện ước mơ tương lai của mình ấy, kiểu hãy liên hệ với lại Nhất TV và đồng tí. Hãy liên hệ với mình là mình làm luôn các bạn ạ. Đúng rồi. Mình làm nhưng mình đi thôi. Muốn là phải có phải không? Video lần sau, cố gắng video lần sau hoàn thiện cho các bạn xem. Phải không? Đấy, cho mình quét của Masip lên là bọn mình để cho nó đợi nó khô. Xong rồi sơn màu lên luôn. Các bạn mà thấy màu gì đẹp đẹp thì các bạn nhớ về comment lên đấy nhá. Để bọn mình tham khảo cái màu nào đẹp của mình làm. Làm Phật lại đánh chim văn cuối, rồi đi ngủ. À không, đi sơn. Đấy, nè. Đó. Chưa. Các bạn ơi, video bọn mình đến đây cũng phải kết thúc thôi. Để bọn mình đi làm siêu xe tiếp. Đấy. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhá. Xin chào tạm biệt các bạn. Ok, hẹn gặp lại các bạn ở video hoàn thiện con xem xe này nhá. Ok, bọn mình phải đi làm siêu xe đây.